Sáng ngày 24 tháng 3 tại Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã có buổi làm việc với tập đoàn Netflix Asia Pacific, do Phó Chủ tịch về chính sách công khu vực châu Á Thái Bình Dương của Netflix, Josephine Choi, làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trao đổi tại buổi làm việc, bà Josephine Choi cho biết, Netflix là công ty tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ giải trí trực tuyến và là tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực này. Netflix đã cung cấp dịch vụ cho hơn 200 triệu khách hàng tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch vụ của Netflix bao gồm các chương trình truyền hình, phim tài liệu, phim về nhiều chủ đề và ngôn ngữ, dành cho các thiết bị kỹ thuật số khác nhau. Cho biết Netflix sắp chính thức phát hành một bộ phim có tựa đề Hành trình tình yêu đến khán giả toàn cầu, một bộ phim Netflix Original lần đầu tiên được quay hoàn toàn tại Việt Nam với kinh phí đầu tư tại Việt Nam ước tính khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ, tức hơn 80 tỷ đồng nhằm giới thiệu vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam đến hơn 190 quốc gia trên thế giới. Bà Josephine Choi đánh giá cao sự hỗ trợ và hướng dẫn của Việt Nam trong quá trình quay phim hoàn toàn tại Việt Nam trong năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Bà Josephine Choi cho biết Netflix có mặt tại Việt Nam vào năm 2016 trong khuôn khổ sự kiện ra mắt toàn cầu và chính thức ra mắt với phiên bản tiếng Việt từ tháng 10 năm 2019. Netflix hiện chưa có văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng đã từng bước đầu tư vào Việt Nam bằng cách cấp phép cho hơn 200 bộ phim địa phương, thuê đối tác Việt Nam lồng tiếng và làm phụ đề cho các chương trình, phim của Netflix. Netflix sẵn sàng kết hợp với các đối tác Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển sự sáng tạo và đưa các sản phẩm của Việt Nam vươn ra sân khấu toàn cầu.